Thì chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Quân Bốc Vlog nha mọi người. Thì hôm nay Quân đang có mặt tại một cái ngôi làng cũng rất là cổ. Tiền thân đứng sau lưng đây là giới thiệu về một cái ngôi làng đó nha mọi người. Thì tất cả cái ngôi nhà, có ngôi nhà ở đây được làm từ đất đó mọi người, đất nung á, vẫn còn giữ cái nguyên cái thời xưa. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan cái ngôi làng ở trong này nha mọi người. Thì hôm nay là ngày nghỉ của người, thì mọi người đi tham quan cũng rất là đông. Mọi người thấy là bên đây nó có những cái quán rất là cổ luôn rồi, cái bán cà phê bán gì không rồi. Đằng trước đây thì nó cũng có những con tanuki nha mọi người. Tanuki thì người ta sẽ mua để trưng bày ở ngoài đường luôn. Tại vì cái đường đi vô là nó nhỏ rồi, ô tô thì nằm ở dưới kia. Mấy con người ta trưng bày, người ta bán luôn. Trong đây là cái khu người ta mua những cái con mà chữ ấy, người ta vô đây người ta vẽ. Mọi người mình ở trên đây rất là nhiều con tanuki luôn nha. Rất là nhiều con tanuki, nhỏ lớn rất là nhiều. Thì đây kiểu như là cái vùng hồi kia mọi người, chỗ đây là chỗ người ta làm ly chén rồi nè. Đây mọi người, thì ở những cái ngôi nhà mà làm từ đất nung mọi người, người ta thường còn nguyên thời xưa luôn mọi người. Đấy, mọi người có thể thấy là ở bên trong này có những cái quán, cái bàn để người ta buôn bán gì đó mọi người. Thì mọi người có thể đi vô đây thưởng thức. Đây là cái quán cà phê nhỏ nhỏ được làm bằng đất nha mọi người. Thì mình đang leo ở trên núi nè, mình leo ở trên núi rất là cao. Mọi người có thể vô đây thưởng thức cà phê, ăn uống như đây người ta đi tham quan mọi người. Đó, rất là cao nha, ở trên một cái quả đồi. Thì bây giờ mình đường đây nó có cái đường đi ngang qua nhưng mà mình chắc mình sẽ đi ngược lại mọi người. Ở trên kia cũng còn nữa mọi người. Hay là mình sẽ dẫn mọi người đi lên phía trên nha. Phía trên cũng còn những cái ngôi nhà được xây. À, dốc rất là dốc. Thì đây là những cái lầu gốm hồi xưa mọi người. Thì người ta vẫn còn giữ nguyên lại cái kiến trúc ngày xưa. Trên đây là người ta có bố trí những cái bàn để người ta nghỉ ngơi. Là cái lò nung gốm từ xưa vẫn còn giữ nguyên lại, không biết bây giờ có còn nung hay không. Thì cái lò ở đây nhưng mà nó sẽ dẫn khói lên đây nha mọi người. Đây là khói, ống khói. Bên trên kia là có những cái ngôi nhà kiểu nhà sàn nha mọi người. Đó, rất là dốc luôn, đi hơi bị mệt một tí. Người ta lên đây có thể tham quan đó mọi người. Đấy, bên đây là rừng trúc nè. Rừng trúc giống như trúc ở bên Nhật là nó có từng cây một, giống như trong phim Kiếm Hiệp đó mọi người. Không biết thì lúc trước ở trên đây người ta có khai thác du lịch hay không, nhưng mà những cái ngôi nhà này chắc chắn mình có nghĩ là nó sẽ xây phục vụ cho du lịch đó mọi người. Nhưng bây giờ thì không biết tại sao người ta lại bỏ hoang như thế này và khách cũng rất là ít. Mình sẽ đi lên thử trên này xem. Nhưng mà đúng rồi mọi người, thì đây là những cái ngôi nhà mà để tổ chức các sự kiện, nhưng bây giờ người ta nghỉ ngơi nghỉ hết rồi, dẹp bàn vô hết rồi. Đây có cả lò nướng nha mọi người, thì đây có thể là tổ chức các cái tiệc gì đó. Cây gỗ được rất là cũ,
nhưng mà rất ít khách du lịch. Mình sẽ lên đây mình quay xuống cho mọi người xem. Đây là toàn cảnh cái khu thị trấn nhỏ này. Mọi người, đây là cũng có những cái bàn bằng gỗ được bố trí, nhưng bây giờ không có lễ hội gì nên chắc là mọi người có cái đợt nào mà có lễ hội hay là ngày gì đó mà đông đông người thì mình sẽ dẫn mọi người đi lên trên này tìm hiểu thêm là ở trên này là sẽ làm cái gì nha mọi người. Thì ở trên này người ta vẫn bố trí một cái nhà vệ sinh ở trên này luôn, nhưng mà bây giờ không khai thác nữa, chắc người ta cũng tạm dừng phục vụ. Đây mọi người, đây thì trong này cũng có một cái gian nhà nhà sàn luôn. Nhà sàn thì nó có đồ các kiểu phục vụ kiểu như du lịch theo tour vậy mọi người, nhưng bây giờ thì không thấy gì cả. Mùa thu, mùa chuẩn bị ở Nhật là chuyển qua mùa đông rồi, thì cây cối nó chuẩn bị vàng lá rụng hết rồi mọi người. Bên đây cũng có bố trí những cái ghế ngồi nha mọi người, đây là những cái ghế với là bằng gốm. Cái quán cà phê mà được làm bằng máy vòm, làm bằng đất nha mọi người. Đất thì có nhà bên trong là có những cái bàn, mình có thể quay cho mọi người xem là ở trong đây kiểu như là rất là ấm cúng vào mùa đông mọi người, tại vì nó không có gió lùa vào, mình có thể nghỉ ngơi hay du lịch mệt mỏi thì mới vô đây mọi người. Ở bên trong thì có bố trí những cái ghế và cái bàn bên trong của quán này mọi người, có điện, máy vòm nha mọi người. Đây toàn là bằng đất nung. Không khí bên trong rất là ấm cúng, mình cũng có những khách đang ngồi thưởng thức những ly cà phê hay ai ăn cơm uống sinh tố gì đâu người. Đấy. Thì bên trong đây được trang bị bàn và có wifi luôn nha mọi người. Ở đây có wifi luôn, có phục vụ các cái món như là bánh ngọt, cà phê rồi mọi người. Bên trên thì người ta lợp tôn để mà không tránh sự hư hỏng mọi người. Bên trong quán rất là thơ mộng nha, phù hợp những cặp đôi về già hay là cặp đôi trẻ vô đây ngồi hưởng thụ. Đây là lò gốm, những bác thợ đang làm gốm trong đây mọi người đó, thì đang làm và tạo hình và nung rất là nhiều những chú tanuki nha. Đây là con gà trống này, được bố trí xung quanh cái lối đi lên là những chú Taniki.
hay là không gian của quán mọi người. Thì mọi người muốn dùng bữa hay gì đó thì mọi người sẽ vô đây mua vé. Khu này rất là nhiều tanuki luôn. Bên trong này rất là nhiều, được trưng bày rất là nhiều. Bên trong đây là chỗ người ta bán đấy. Những chú tanuki đội nón như là những em bé không? Có tanuki cầm bình rượu này, chống gậy này, rất là nhiều nha. Thì những con như này có giá dao động từ 500, 600, 700. Con lớn hơn thì mắc hơn nhiều người. Đây là những con ếch. Những chú ếch. Bên trong cũng bán rất là nhiều đồ lưu niệm. Đây là những chiếc chuông gió được làm từ gốm luôn rồi. Ấm nước, ly trà. Không gian rất là yên tĩnh luôn. Đây là những hình mô phỏng những cái chiếc áo kimono của người Nhật cho người. Đây là cái mũ, cái nón mô phỏng của vua. Nói về đồ gốm thì ở Nhật rất là phong phú mọi người. Chén, đĩa hay là tất cả người ta thời xưa người ta đã làm từ gốm mọi người. Ly, những cái đĩa mà làm từ gốm đắt nung mọi người. Lông chim rất là dễ thương. Đây là những cái hình của những cái nghệ nhân từ lúc xưa rồi mà làm. Đây là những chú tanuki hình ninja mà đang đeo kiếp. Những cái hình lưu niệm mà rất là dễ thương. Đấy. Này thì được làm từ từ đá đá nha mọi người. Đây, những chú mèo. Thì bên trong đây là những cái bàn để mà vào đây mình vẽ đó mọi người. Mình mua bức tượng rồi xong mình vẽ theo ý thích của mình. Những cái bức tượng là hình tanuki nhỏ. Bên cạnh những cái lò gốm thì có những cái ngôi nhà rất là cổ nha mọi người. Như nhà đây được làm từ đất luôn, không phải là làm bằng bê tông mà làm từ đất. Thì người ta sẽ có những cái cửa hàng để mà trưng bày những cái hàng người ta làm. Cái này là người ta chưa nung thì chén rất là đen. Nói chung cái khu này là ở khu về lò gốm ngày xưa. Thì đầu hiểm này nó sẽ có
ở đầu con đường thì nó có một cái quán quán cơm mọi người, để cho mọi người vào đây tham quan xong rồi sẽ vào thưởng thức. Hôm nay là một cái quán cà phê. Thì đây là cái không gian ở bên ngoài. Cái lúc mình đi thì ở đây là lúc mình đang đứng chỗ đây mọi người. Mình sẽ đi vào. Cái là hồi nãy mình leo trên trên cao kia. Trên cao đó chính là những cái ngôi nhà sàn đó mọi người. Còn cái này là những cái nhà trưng bày, những cái đồ gốm. Bên đây là những cái quán mà Quân đã quay lúc nãy, là có những cái ngôi như cái quán bằng đất đó mọi người, những con nhà con nhộng ấy. Và bên trong là sẽ có bàn ghế để mà ngồi thưởng thức cà phê mọi người. Bánh ngọt nha. Ok, thì hôm nay Quân giới thiệu cho mọi người một cái khu làm đồ gốm ở Nhật Bản mà thường về những con tanuki nha mọi người. Thì tới đây Quân xin dừng video nha mọi người nha. Thì mọi người xem video nhớ like và chia sẻ video để mà có động lực để Quân ra những cái video tiếp theo nha mọi người. Thì bye bye, chào mọi người.